Vào tối qua mùng 1 tháng 12, thì ekip đoàn phim Vệ sĩ, Tiểu thư và Thằng Khờ đã ra mắt báo giới Hà Nội. Và đây là bộ phim đầu tay do diễn viên chạy án Việt Anh đạo diễn và viết kịch bản. Sự kiện diễn ra với sự tham gia đông đảo của khách mời nổi tiếng. Mặc dù chưa được ra mắt, nhưng ca khúc Nếu lúc ấy của nhạc phim Vệ sĩ, Tiểu thư và Chàng khờ đã được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội khá nhiều bởi hai giọng hát Văn Mai Hương và Bằng Kiều. Xuất hiện tại sân khấu, Văn Mai Hương đã thể hiện ca khúc Nếu lúc ấy làm cho không khí của sự kiện càng thêm thu hút. Ngay từ khi dự án điện ảnh Vệ sĩ, Tiểu thư và Chàng khờ được công bố, đạo diễn và dàn diễn viên xuất hiện trong phim đã gây tò mò cho khán giả, bởi đây là bộ phim đầu tay của Việt Anh ấp ủ kịch bản suốt 6 năm. Khi xem lại cái sản phẩm của mình thì cũng có đôi chỗ, một số chỗ Việt Anh muốn làm khác đi và muốn làm tốt hơn. Thế nhưng mà tạm thời thì Việt Anh gọi là hài lòng với những cái gì mà đã thể hiện trong bộ phim, và đang rất là muốn biết cái phản ứng cũng như là cảm xúc của khán giả, của giới báo chí ngày hôm qua khi đến xem bộ phim như thế nào. Năm 2016 là năm thành công của Angela Phương Trinh khi cô có tới 3 phim điện ảnh ra mắt. Đây là phim thứ 3 sau Taxi, Em tên gì và Sứ mệnh trái tim. Vai tiểu thư này thì là một cô công chúa rất là sang chảnh, đỏng đảnh và cô vô cùng bướng bỉnh. Nhưng mà thực sự là bên trong cô là một người rất là tốt và có rất là nhiều nội tâm. Đó là những nhân vật rất là khác với lại cá tính của Trinh ở ngoài đời. Và em thì em rất là muốn được thử sức với lại những nhân vật khác với mình như vậy. Bộ phim Vệ sĩ, Tiểu thư và Thằng khờ là câu chuyện sống động về cô bé mang tên Họa Mi. Trong chuyến đi du lịch, cô đã bị bắt cóc. Vụ bắt cóc ấy đưa đến bao tình huống, giờ khóc giờ cười. Ngoài yếu tố tình cảm, hài hước, những thức phim hoành tráng sẽ được thực hiện trên Vịnh Hạ Long là điểm nhấn của bộ phim, bởi sẽ góp phần quảng bá cho danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài Angela Phương Trinh còn xuất hiện nghệ sĩ Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Mạc Hồng Quân, ca sĩ Bằng Kiều, Bùi Anh Tuấn, Xuân Tiến và Hải Triều. Bộ phim sẽ được phát hành trên cả nước ngày hôm nay, mùng 2 tháng 12. Biến đi! Biến hết đi! Tôi không cần ai đây nữa! Anh làm cái gì vậy hả? Sao dám đánh tôi?